Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sơn Đạt 88. Thì hôm qua bên cửa hàng em đã có một khách chốt được một chiếc xe, đó là chiếc xe phía đây. Chiếc xe lần trước em làm đó là màu đen xanh dương. Chiếc xe đấy thì khi khách hàng mua thì được tặng ngay một chiếc xe tập trị giá hơn 6 triệu đồng. Thì bây giờ bên cửa hàng em còn hai sản phẩm cuối cùng, đó là phiên bản màu đen trắng như này. Thì các bác nào muốn sở hữu nó và được tặng kèm theo một chiếc máy tập Happy Game này về nhà thì trải nghiệm, thì các bạn có thể liên hệ ngay đến shop của Sơn Đạt 88. Thì bây giờ em sẽ review lại cho các bạn mẫu xe Play phiên bản 2021 này. Chiếc xe này thì nó rất là nhẹ vì đang được trang bị, đó là trang bị cấu hình của nó là khung sườn carbon và vành carbon. Đối với cái ghi đông này thì được trang bị khá là gọn gàng và thanh mảnh. Khi các bạn trải nghiệm trên đường phố nhìn rất là đẹp, thể thao. Những cái phần tay nắm của xe cũng được trang bị, tay cuốn của xe cũng được trang bị khá là mềm và bền bỉ, chắc chắn. Tay đề và tay phanh của nó được đi chung với nhau ở trên tay gẩy này. Tay đề của nó được trang bị là tay đề Shimano 105 R7000. Và tay phanh cũng được trang bị là Shimano 105, các bạn có thể thấy đấy. Và má phanh cũng được nhà thiết kế trang bị là má phanh carbon, kèm theo đó là vành carbon, các bạn có thể thấy là vành carbon dài khoảng 5 cm này. Rất là chắc chắn và nhẹ, nhìn thấy các bạn nhìn trực tiếp thấy những cái sợi carbon người ta đan này. Căm của chiếc xe này vẫn được trang bị, đó là căm tròn. Hơi dẹt dẹp một chút, đấy, căm dẹp này, khá là chắc chắn. Mai ơ chiếc xe này vẫn được trang bị, đó là mai ơ Retrobeck, đấy, chạy bi bạc đạn bên trong. Mở khóa là cũng được trang bị là mở khóa nhanh, cao cấp. Về phần càng xe cũng được trang bị, đó là càng xe carbon và có tên thương hiệu Ridley ở càng. Đấy, các bạn có thể thấy rất là thể thao, thì càng thiết kế là nó có rãnh này, rãnh rất là đẹp. Bộ chuyển động trước của nó thì được trang bị bộ chuyển động Shimano 105 gạt đề trước, kèm theo đó về phần đùi đĩa cũng được trang bị đùi đĩa Shimano 105 2 tầng. Trục thì chiếc xe này chắc chắn là sẽ chạy là trục rỗng đúc bi bạc đạn bên trong, khá là mềm và êm. Đến tăng tốc sau cũng được trang bị là Shimano 105. Lip là lip thả 11 tầng. Đấy, các bạn thì thấy đây, lip thả 11 tầng khá là đẹp và rất nhiều tốc độ cho các bạn trải nghiệm trên đường phố. Về phần cuối cùng đó là cọc yên cũng được trang bị là cọc yên carbon. Nhìn rất là thanh mảnh và đẹp đẽ thiết kế. Yên thì được trang bị là yên mềm cũng có rãnh thoát khí ở giữa này. Khi các bạn đi đạp nhiều nó sẽ không bị mồ hôi ở mông, nó vì nó có rãnh thoát khí. Một màu sơn khá là độc đáo và đẹp, sơn bóng màu đen trắng. Đấy, kèm theo đây, khi các bạn sở hữu được chiếc xe Display có hình khá cao như này rồi thì các bạn được tặng kèm theo ngay một chiếc Happy Game máy tập trong nhà. Đấy, máy này thì nó đang được thiết kế, đó là thiết kế khung sườn của nó là khung sườn hợp kim thép mình để vị trí trong nhà, và ngoài ra nó còn có hai bánh lăng thì mình có thể di chuyển bất cứ mọi nơi trong nhà rất là tiện lợi và không phải khênh bê gì cả. Phần ghi đông cũng được là trang bị phần ghi đông kiểu tay nắm sừng trâu này. Ngoài ra thì máy này có được trang bị cả máy đo nhịp tim. Đây, các bạn để tay vào đây là có thể đo được nhịp tim của mình. Ngoài ra rất là nhiều chức năng, đó là chức năng thời gian này, tốc độ này, nhịp tim này và km này. Đấy, các bạn có thể về trải nghiệm dòng máy tập Happy Game này trong nhà. Nó khác nhau ở cái điểm những cái máy tập khác ở trong nhà, đó là chiếc xe này trong này của nó đang được chạy là chạy không phải chạy bằng xích, mà thay vào đó được chạy bằng dây gì nhỉ? Thay vào đó thì được chạy vào dây cô loa trong này. Đấy, được trang bị cả cái miếng bọc
nhựa đúc này rất là đẹp và chắc chắn này. Đấy, các bạn nhìn thấy này. Máy tập này thì ngoài ra thì yên được trang bị là yên béo, ngồi rất là thích, và kèm theo cái cọc yên này có thể mình điều chỉnh cao thấp, y đông và cọc yên này mình có thể điều chỉnh cao thấp và có thể cho cháu nhỏ trong nhà cũng có thể đạt được, cả phụ huynh cả người lớn đều đạt được. Đấy, nếu các bạn muốn sở hữu ngay một chiếc xe có mình cao như chiếc xe Jeep Play này, tặng kèm theo cái máy tập này thì liên hệ ngay xuống xe đạp 88 hoặc liên hệ ngay số hotline 0964005166 hoặc 0936307307 để được sư đang tư vấn hỗ trợ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.